Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Video trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm việc với app Delegate trong Facebook. Tiếp tục video này hướng dẫn các bạn cách chúng ta test thử cái Facebook này của chúng ta. Thì bây giờ đơn giản như thế này. Thì bây giờ tôi vào lại của chúng ta đây, Start. Chúng ta test thử cái login này như thế nào nhé. Thì bây giờ đơn giản các bạn chỉ cần vào viewcontroller.swift. Ở đây người ta chấm m, ta viết trên Objective-C. Còn mình viết trên Swift thì mình là viewcontroller.swift. Ở đây tôi mở ra, tôi vào viewcontroller.swift của tôi. Và tôi tiến hành là import hai thư viện này vào. Một cái là cookies và một cái là inkit ở đây. Tôi import nha bạn. Import một cái. Import cái còn lại. Ở đây luôn. Đây, được chưa nào? Đấy. Sau khi xong hết rồi thì tôi tiến hành làm như nói về phần như này. Trong video load tôi tiến hành làm như sau. Copy cái này. Tôi làm thì nói nhé. Đây, đây. Bật vô đây. Đây là cái CC. Tôi biết hình của tôi nè bạn. Tôi là login button thì cũng là login button. Được không bạn? Tôi hai chấm cái này. Được không nè, tôi bằng với chính nó, được chưa? Tiếp tục login button thì hiện tại nó bị không chạy được, tôi to xóa đi. Rồi ở đây thì tôi có thể là tạo một cái biến nhé, và đấy login button. Tôi chấm center, tôi chấm is theo người ta đây nè, đã không chấm, người ta không chấm is à, vậy thôi. Rồi chấm center, bạn save chấm center, rồi bạn chấm view chấm center, xem đúng như bạn kiểm tra này, view center. Tiếp tục người ta dùng cái hàm save chấm view chấm s view thì cũng tương tự như vậy luôn nha. Tiếp tục nha bạn, save.view.sview và tôi chèn một cái nút login button mình vào. Tôi save lại và tôi chạy thử trên app của mình. Tôi run lên nhé. Thì đây là công đoạn mà chúng ta tạo cái nút login của mình này. Các bạn hãy chờ một chút xíu để cho app chạy lên. Đấy. Bây giờ kiểm tra xem thử nhé. Đấy, mình được chưa bạn? Được nút này. Chính giữa màn hình là nhờ cái save.vcenter mình nè bạn. Được chưa nào? Nhấn vào. Có gì xảy ra chưa? Đấy, nó đẩy của chúng ta một trang mới. Được không bạn? Đó. Ok. Hiện tại là nó chưa thiết lập gì hết. Bây giờ mình cần tiếp tục và xem lại cái bài của mình. Đây nha bạn. Mình phần làm rồi. Thì cái phần mà nó chưa chạy được tại vì mình chưa cấu hình lại cái app của mình ở trên Facebook. Video sau sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta cấu hình lại cái app của mình ở trên Facebook để chúng ta chạy được trên điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.